một nữ quân nhân tài giỏi. Thưa quý, bà Lateros được đề cử vì cô ấy là người dẫn đầu trong khóa huấn luyện lực lượng đặc biệt. Và những gì xảy ra ngày hôm nay đã chứng minh những gì mà cấp trên của tôi nói là đúng. Chiến đấu và hy sinh. Liệu pháp tâm lý là biện pháp giải tỏa áp lực tốt nhất lúc này? Cái chết của em trai anh, Trung úy Joan, quả là một mất mát to lớn. Những pha hành động nghẹt thở. Trung úy Ballesteros Jovesta nhận huân chương và bằng khen của Hải quân cho thành tích học tập xuất sắc trong quá trình đào tạo tại Học viện Hải quân Heruka. Trung úy Ballesteros, thời gian thử nghiệm của cô đã kết thúc. Cuộc chiến đấu giữa thiện và ác. Chúng chỉ là những đứa trẻ, đừng làm tổn thương chúng. Bên ngoài trường thì không ai thấy. Có thể họ không có nhiều người. Nếu không sẽ có người ở lối vào. Chúng tôi đang có mặt tại hiện trường vụ án, nơi mà vài vụ hành quyết đã được thực hiện trong buổi sáng xui xẻo này. Người dân trong xóm đã tập trung lại đây rất nhanh để bày tỏ sự phẫn nộ của họ trước những hành vi tội ác này. Chúng ta phải tìm ra những kẻ đã thực hiện vụ thảm sát này càng sớm càng tốt. Dũng mãnh, mưu lược. Tôi là một trung úy tốt và tôi biết rằng tại một thời điểm nào đó, cô sẽ dẫn đầu trung đội này. Cô có cái mà cả Alezo và Bera đều không có. Chỉ có Hoàng được còn. Tiếp tục đi. Đón xem Trung úy phát sóng lúc 21 giờ hàng ngày và phát lại lúc 15 giờ hôm sau, bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 năm 2024 trên kênh On Info.